phố, tất cả công việc xong đang là phố tọa hiện. Phố này Hà Nội giống như là phố Tây Bùi Viện mình vậy. Tối nay mình không dùng cái gimbal nên em hơi rung rồi. Ồ, khu phố này ăn uống rất là sầm uất. Cái gì có này, cà ri trường. Ồ, tẩy nhiều quá. Ở đây để đi dạo đó. Ở đây anh nghe. Ở đây anh đi. À đâu rồi. Wow. Giờ làm con phố này nó gạch rất là lịch sự. Đây mọi người Trung Quốc, nước ngoài. Hầu như mọi người. Các cô gái Tây. Quên cầm
quê có để nghe luôn, nó còn sắc. Ra đây thì nó thoáng hơn. Đây dòng nữa các bạn. There's not a lot of water, I would really. Dòng này đi. Cơm sườn đào như vậy. Dạ. Quá chừng. Rồi, cô này hết phố tay. Đi qua bên này. Cơm sườn.